channel P Guitar. Và tiếp tục trong series học đàn không khó ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học phần 2 bản xin lỗi ha các bạn, của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, qua giọng ca nồng ấm và truyền cảm của nữ ca sĩ Nguyên Hà. Đó. Giọng ca rất là hay. Rồi, hôm bữa là mình đã học về intro, thì hôm nay chúng ta sẽ học về phần 2 là vô bài luôn nè các bạn. 1 tờ A4, 2 tờ A4 ha. Nói chung thì nó cũng không có phức tạp lắm đâu, chịu khó thì luyện tập thôi. Thì cái phần 2 này thì nó sẽ có một số hợp âm sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có hợp âm mi thứ. Mi thứ ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có hợp âm mi thứ nè các bạn. Mi thứ 7 ha. Các bạn bỏ dây ba ra, đánh trơn, đánh open string, có nghĩa là buông dây ba ra. À, mi thứ 7 buông dây ba ra là hợp âm mi thứ át dáng 13 ha. Bậc 13 của C là cái gì? Son. Ok. Tiếp theo âm đô trưởng. Son trưởng là thứ tiếp theo hợp âm la 7 nè bạn, la 7 dáng 9 này ha, dáng 9 bass si dáng luôn. Ok, tiếp theo hợp âm re major 11 bát pha thăng, re major 11 là cái gì? Re mi đây, re đây, re major 11 ha các bạn. Ok không? Re này, son đô thăng mi pha thăng la, đó anh hết rồi. Re major 11 nha các bạn. Tiếp theo âm si trưởng, mi thứ át 9. Ok rồi, bây giờ vô bài nha. Bây giờ mình đánh chậm từ đầu đó, các bạn theo dõi có shift nha, có test chạy các bạn theo dõi nha. Thì đánh tới đâu thì mình chuẩn thức tới đó. Thì mình đánh này, vậy hai nốt nó được vang cùng lúc, các bạn hiểu không? Nè, đô. Rồi,
cái khuôn như thế thôi, nó chỉ có chừng đó thôi mà nó xào đi xào lại. Mình đánh theo cái melody của bản nhạc thôi các bạn ha. Rồi bây giờ đánh lại nè, lại từ đầu nè, các bạn theo dõi nha, đánh thật chậm luôn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip hướng dẫn tiếp theo. Xin chào.